Đó. Dạ. Tôi khẳng định với lại quý khán giả là như vậy. Thứ nhất, chương trình nào của Vy cũng có vệ sĩ và cũng đều có hình sự hết. Wow, có hình sự luôn anh. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nè, kênh của anh Huy Lê Official nè, kênh của Tin Ba Miền nha cả nhà. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2024, em đang có mặt tại quán cà phê của Bầu Show Huy Lê. Trước màn hình của chú anh chị và các bạn mình đang thấy, đây là anh Huy Lê. Hôm nay thì em đến đây để gặp gỡ và anh Huy Lê để chia sẻ và cập nhật những thông tin mà cô chú anh chị và các bạn mình đang quan tâm và chuẩn bị cho cái mini show sắp tới của anh Linh Tý. Dạ, em chào anh Huy Lê. Cho quý xin gửi lời chào đến tất cả các ông bà cô chú, những người khán giả yêu thương, lúc nào cũng luôn đồng hành với Huy cũng như ekip của Huy. Một lời chào trân trọng nhất và chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Dạ anh Huy ơi, thì hôm nay em tiếp tục đến quán cà phê của anh Huy. Trước là uống cà phê ủng hộ, thứ hai là hy vọng anh Huy sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình biết về cái show. Dạ. Cái show mini show của anh Linh Tý á, thì cái tiến độ nó như thế nào anh Huy? Thật sự là mọi thứ đã được chuẩn bị đã xong xuôi rồi. Bây giờ có khâu bán vé mình thì mình cứ còn có khoảng 20 mấy vé nữa là mình hết rồi. Thì là cũng là rất là vui và cũng rất là may mắn là lúc nào cũng được sự ủng hộ của tất cả các ông bà cô chú, những người khán giả lúc nào cũng yêu thương đồng hành và hỗ trợ cho Huy rất là nhiều. Đó. Thì show là không có gì thay đổi hả anh Huy, hay là nó vẫn giữ nguyên như vậy? Dạ, show mình vẫn không có gì thay đổi, mình vẫn giữ y chang vậy thôi. Dạ. Lúc trước thì mình như thế nào thì sao mình vẫn y chang vậy. Dạ. Vậy là vé còn 20 mấy vé nữa thôi. Dạ đúng rồi. Wow, và nó là một tín hiệu rất là vui nha cô chú anh chị. Bây giờ còn 20 mấy vé nữa, thì sẵn cái video clip này anh có thể chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình biết show gồm có những ai và số điện thoại như thế nào để cô chú anh chị mình mua tắt tần tật luôn anh. Dạ được. Dạ. Quý cũng xin giới thiệu lại quý vị khán giả là vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 10 tại quán Tham Coffee của Huy, địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra một mini show của nghệ sĩ diễn viên Linh Tý với khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Linh Tâm, bé Hồng Loan, Phương Duy Thành và nhóm The Queen. Dạ. Đặc biệt á, chương trình mình giá vé chỉ là 250.000 một vé thôi. Dạ. Vé mình đã bao gồm một phần nước rồi, và trong chương trình là có những quà tặng như là vợ chồng anh Lê Minh có gửi tặng 200 phần bánh chưng. Dạ. Để gửi tặng khán giả trong đêm diễn mini show của Linh Tý. Dạ. Đó, thì cũng rất mong là sự ủng hộ của tất cả ông bà cô chú, những người khán giả yêu thương đến để ủng hộ. Thứ nhất là ủng hộ cho chương trình. Dạ. Thứ hai là ủng hộ tinh thần cho Linh Tý. Dạ. Để Tý có thể là có một động lực để hát tốt hơn, diễn tốt hơn và có nhiều bài hát hay hơn để gửi tặng cho quý vị khán giả. Dạ, em nghe nói là cái mini show của anh Linh Tý sắp tới á. Dạ. Có với cái chủ đề là Một Chữ Ganh. Dạ đúng rồi. Một Chữ Ganh là một bài, có phải là một bài hát mới của anh Linh Tý không anh? Dạ, Một Chữ Ganh là một bài hát mới hoàn toàn của Tý. Dạ. Tý muốn gửi tặng đến những người khán giả để yêu thương Tý trong suốt thời gian qua. Một nhạc phẩm mới, một tác phẩm mới trong đêm mini show của Tý. Mà cái bài hát này á là anh Tý đã trình diễn hát ở đâu chưa anh ha? Chưa, Tý có hát cho anh nghe em bữa rồi. Dạ. Có mình anh nghe thôi chứ chưa ai nghe hết trơn. Có mình anh nghe thôi. Chưa, có mình anh nghe thôi chứ. Dạ. Chưa ai nghe hết trơn. Theo rồi. Như anh cảm nhận mà anh đã nghe qua rồi á thì anh thấy sao anh? Lời nhạc rất là thấm. Dạ, rất là thấm. Rất là hay. Dạ. Nghĩa là Tý là viết theo cái nhạc, cũng như là anh ấy là cứ nhẹ nhẹ mà câu từ thì nghe rất là thấm. Dạ. Hình như là Tý chuẩn bị phát hành á, phát hành trước đêm diễn mini show của mình. Dạ. Phát hành bài nhạc đó trước, xong rồi trong đêm diễn mình là Tý mới hát lại bài đó. Thì ra là anh Tý sẽ phát hành trước, cho ra mắt trước ha. Đúng rồi, xong rồi trong đêm diễn là Tý mới thể hiện lại bài hát đó để. Dạ. Phục vụ cho quý vị khán giả của mình. Chắc có lẽ là anh Tý sẽ phát trên kênh YouTube của anh Tý. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng. Dạ. Rồi, đúng rồi. Dạ, anh Huy ơi, thì cái chương trình này á là cái giá vé là 250.000, bao gồm một phần nước và một phần bánh chưng. Hôm trước thì anh cũng có chia sẻ rồi á, là có nghĩa là 200 cái bánh chưng. Dạ. Nhưng chắc chắn là nó sẽ không đủ cho tất cả các vé. Dạ đúng. Vậy rồi. Thì có phải là ai tới trước thì sẽ được bánh, còn ai tới sau thì không được bánh là nó sẽ được, cô chú anh chị mình thông cảm đúng không Huy? Dạ, có nghĩa là thật sự là ở quán Huy á, nếu. Dạ. Mà làm full thật sự là khoảng 250 khách. Dạ. Đó thì thật sự là hiện giờ là Huy chỉ bán mất có 200 vé thôi. Dạ. Cho 200 khách thôi. Dạ. Nhưng mà khách phát sinh bữa đó thì có thể là người đến trước, người đến sau. Dạ. Bánh thì anh chị chỉ là tặng cho chương trình là 200 cái. Dạ. Mà thí dụ mà lỡ mà có thiếu sót, mà những khán giả mà đến hơi trễ chút xíu mà không có bánh thì cả nhà cũng thông cảm cho Huy. Dạ. Ví dụ không có thì mình vẫn vui. Dạ. Nhưng mà vé đó mình đã bao gồm một phần nước rồi. Dạ. Đó, thật sự là cái này là bánh là anh chị tặng.
nên là có nhiêu sẽ tặng cho khán giả bao nhiêu. Dạ. Nên khán giả cũng thông cảm, lỡ mà không có bánh thì cũng bỏ qua dùm cho ban tổ chức. Dạ. Có nghĩa là nằm đó là ngoài sự tính toán của ban tổ chức rồi. Dạ. Đó cũng mong khán giả thông cảm dùm. Tại vì số lượng nó có hạn nữa. Dạ đúng rồi, số lượng có hạn. Dạ. À, một câu hỏi nữa thì em muốn hỏi anh Huy như thế này nè. Ngày hôm qua đó thì anh Huy có đi thiện nguyện. Dạ. Đi giúp đỡ các cô chú ở ngoài đường á, có dạ. hoàn cảnh khó khăn á. Thì ngày hôm qua thì em có quay anh Huy một xíu, đoạn ngắn tầm đâu đó thì chưa được phút nữa. Dạ. Em có đăng trên trang cá nhân. Dạ. Thì cũng thật sự mà nói là cũng rất là xin lỗi anh Huy vì quay anh Huy. Dạ. Đó, nhưng mà để anh Huy bị tấn công thì em cũng ngại quá. Nó tại vì hôm qua thì anh Huy đi quay á, cái em đăng lên thì có vài người ha, dạ. không thiện chí, họ vô họ nói anh Huy á là đi từ thiện, bắt anh Huy phải sao kê. Rồi nói anh Huy là cái tiền vé mà cái show vừa rồi mà bị hủy đó anh Huy. Dạ. Chưa trả cho người ta mà dạ. lại đi làm show mới mà đi thiện nguyện như vậy. Thì dạ. anh Huy có lời nào chia sẻ và cũng như là đến những người không thiện chí đó không anh Huy? Trước tiên á là Huy chia sẻ về vấn đề mà những bạn mà vô nói mà Huy về tiền vé mà chương trình từ thiện mà Huy chưa trả đó. Dạ. Ở trống đồng là ngày 27 tây tháng 9. Dạ. 27 tháng 9 đúng không? Dạ. Dạ Huy cũng chia sẻ thật với mọi người á. Nếu trường hợp như mà Huy chưa trả vé cho những người khán giả đến mua vé là họ sẽ điện, họ sẽ nói rồi. Dạ. Cái này là thật sự là hôm bữa giờ Huy không nghe khán giả nào than phiền với Huy tất cả mọi thứ. Ngay cả vé gần 2-3 tuần sau. Dạ. Huy vẫn hoàn tiền lại cho khán giả. Dạ. Lý do có nhiều người ta ở xa, có nhiều người ta không coi được, cập nhật thông tin được. Dạ. Mà Huy cũng đã hoàn tiền, Huy cũng chụp hình tin nhắn, Huy gửi tiền cho bạn, Huy không cần người ta thì phải đến ngay phòng vé. Dạ. Huy chỉ cần nói chụp hình cho con, xé vé nó hủy giùm con, xong mà gửi số tài khoản con chuyển khoản lại con gửi lại cho mọi người. Dạ. Nếu trường hợp như quý vị khán giả cứ nghĩ là nếu mà trường hợp như mà Huy không trả tiền vé cái show thiện nguyện ngày 27 tháng 9 thì quý vị khán giả nghĩ đi là Huy có được ngồi yên không? Dạ. Huy có được làm nhiều show hơn mà được sự ủng hộ của mọi người không? Dạ. Mà ngay cả những khán giả mà mua vé rồi tới ngày đó họ nói Huy ơi cô muốn chuyển qua cái này cô bù thêm tiền không? Dạ vẫn được cô không sao hết, Huy vẫn hỗ trợ cho những người khán giả của mình rất là nhiệt tình. Dạ. Nên Huy cũng chia sẻ một lần nữa, nếu những người nào nói mà Huy tiền mà vé ngày 27 tháng 9 mà Huy chưa hoàn lại được á, hay là Huy chưa trả cho mọi người á, dạ thì mọi người cứ lên đưa bài lên đăng lên, Huy sẽ trực tiếp Huy làm việc với những người đó. Dạ. Coi như thế nào? Chứ không phải là các bạn cứ thấy người ta làm vậy xong mà các bạn cứ nói là Huy chưa trả tiền vé mà lại làm chuyện này. Chị Thiên Nguyên là chuyện Huy đi làm. Dạ. Chứ không phải là chuyện tiền vé. Ủa Huy dạ. đi làm thường xuyên tại Huy không đăng thôi. Dạ. Anh bữa vô tình có Tài đi. Dạ. Anh hỏi Tài là anh muốn đi cho vậy thì Tài ở đâu? Tài biết không? Tài chỉ anh. Thì dạ. anh mới kêu Tài đi chung. Dạ. Chứ anh đi anh đâu cần kêu ai. Dạ. Đâu cần phải là lên thông báo hay anh đăng cái gì. Anh đâu cần vấn đề đó. Dạ. Thiện nguyện là có tấm lòng của mình. Dạ. Chứ không phải mình lên truyền thông. Dạ. Chứ không phải mình bỏ tiền ra mình kêu quay ứng sầm đăng YouTube đăng này ngọn lên. Tại Huy không làm cái đó. Dạ. Đó Huy cũng chia sẻ cho Tài biết là như vậy. Hay cũng khán giả hiểu là như vậy. Còn vấn đề thứ hai, Huy đi thiện nguyện mà hỏi Huy là phải sao kê. Dạ Huy xin lỗi, tiền của Huy không cần phải sao kê gì hết. Dạ. Còn những mạnh thường quân nào mà có nói là gửi tiền cho ông Huy đi từ thiện á thì mạnh thường quân cứ lên tiếng, Huy dạ. sẽ sao kê. Dạ. Còn những nếu mà không ai lên tiếng thì các bạn cũng ít nói lại những cái chuyện đó. Dạ. Tại những cái chuyện cá nhân. Dạ. Khi nào các bạn làm được giống như tôi đi, các bạn hãy nói. Dạ. Cái này tôi có bao nhiêu tôi làm bao nhiêu. Dạ. Tôi không phải nhất thiết là tôi có vài trăm triệu hay là 70 triệu tôi làm được hiện không có. Tôi có 1 triệu tôi cũng đi được. Dạ. Tôi có 500 ngàn tôi cũng đi được. Và tôi dạ. có 100 ngàn cũng đi được. Dạ. Có nghĩa mình làm thiện nguyện là tấm lòng chứ không phải là hình thức. Là tiền phải nhiều cho thiện nguyện đâu có anh chị. Dạ. Có nghĩa là mình có nhiều mình làm như bằng tấm lòng của mình. Và bằng cái kinh phí mình có được. Dạ. Chứ không phải là mình phải kêu gọi. Kêu gọi xong đi từ thiện. Dạ. Nếu mà như vậy thì phải sao kê là đúng. Dạ đúng rồi. Còn này là Nguyên chỉ bỏ tiền Nguyên ra. Ví dụ Nguyên có 3-4 triệu Huy tự đổi tiền ra, Huy cho nhìn mà vui. Dạ. Chứ Huy đâu cần phải là vài trăm triệu, vài tỷ bạc bắt đầu tụ tập lại, truyền thông lại cho Huy không chơi chỗ đó. Dạ. Chỗ đó rất là không hay, có nơi chỗ đó là dạng PR thôi. Dạ. Còn này mình thích, mình có 2-3 triệu mình đi cho xong hết rồi thôi. Dạ. Đâu có ai ép mình đâu. Dạ. Ví dụ người nào may mắn thì người đó có lọc, còn người nào mình lỡ mình hết tiền thì thôi, dù không có thì mình hẹn được sao. Dạ. Chứ mình đâu phải nhất thiết là phải một ngày đi hết là biết bao nhiêu tiền cho đủ. Dạ đúng rồi. Mà tiền là tiền của mình, mình đâu có kêu gọi hay là mình xin ai đâu, mình phải sợ. Dạ. Đó thì Huy cũng chia sẻ cho cả nhà biết là vấn đề tại sao mà Huy đi
đi phát từ thiện là Quy hay lũi lũi đi mình Quy, yeah. hay là đi chung với mấy người bạn thân của Quy thôi, yeah. là mấy anh em tự đi với nhau, kệ mình có nhiêu mình cho nhiêu, yeah. mình làm gì mình tự hiểu, không cần ai phải hiểu hết. Yeah. Đi đi hoài à, tối tối buồn buồn á, bạn bè mấy anh em đủ đi, yeah. nghe mình đi mình gặp hoàn cảnh mà ở ngoài đường nè, ai khó khăn, ông cụ già, lớn tuổi hay neo đơn hay khó khăn là mình tự cho thôi. Yeah. Mà nhiều khi mình đi ngẫu hứng. Mình đang đi trên đường mình thấy mình cũng cho được, trong cái phần nhất thiết là phải đi lên kế hoạch ngày nào đi. Dạ. Thích thì đi, dạ. có tiền thì đi, không có tiền thì ở nhà. Vậy là hôm qua là em đi với anh Huy là lần đầu tiên á, chứ mấy lần trước là anh Huy đi âm thầm. Không kêu ai chứ, dạ. không kêu ai, cái rất là sợ. Dạ. Tại vấn đề mà mình đi cho từ thiện, mình làm vậy mình quay lên. Dạ. Chủ yếu là kỷ niệm thôi, dạ. mình luôn là kỷ niệm của mình thôi. Dạ. Nhưng mà đôi khi những cái đó là cũng là một cái nhạy cảm nên mình không muốn có trường hợp nó xảy ra đối với dạ. mình. Nên Huy sẽ không kêu ai. Đúng như rằng luôn, hôm qua em quay lên thì lại có một số người cầm vũ khí vô nói anh Huy, tấn công anh Huy. Dạ. Cho rằng là nó moi móc lại cái chuyện là cái tiền vé mà hôm trước ở Trống Đồng. Dạ. Rồi tiếp theo nó bảo rằng là anh Huy là nếu mà có từ thiện á, có quyên góp á, thì phải sao kê. Dạ. Nhưng bây giờ anh Huy cũng đã đính chính rồi cô chú anh chị. Đó là cái tiền là tiền cá nhân riêng của anh Huy, có nhiêu làm nhiêu, lá lành đùm lá rách cả nhà, chứ không phải là cái kêu gọi làm. Đây là cái gọi là cá nhân riêng của anh Huy. Không thì sẵn thì Huy cũng nói luôn, ví dụ mà có ai nói mà Huy kêu gọi, dạ. hay là Huy chưa trả tiền vé thì cái việc nói đi. Dạ, dạ nói đi thì Huy sẽ sao kê cho. Dạ. Tại hôm qua Huy cho không có nhiều người chân, mình đâu có nhiều tiền đâu mình cho nhiều. Dạ đúng rồi. Thiệt, mình dạ. không có nhiều tiền, mình có nhiều mình cho nhiều, bao nhiêu người cho nhớ hết. Dạ. Dạ không sao hết. Dạ. À. Rồi một thông tin nữa thì em muốn hỏi anh Huy như thế này, anh Huy, dạo gần đây á, mấy dạ. ngày hôm nay thì trên không gian mạng có dạ. rất là nhiều chuyện nói rằng là cái show ngày 30 tháng 10 tới đây của yeah. mini show của anh Linh Tý thì tại quán bò show là của anh, quán yeah. là Time Coffee á, là sẽ diễn ra, nhưng mà có một vài người hâm ha và cũng như là định có những cái gọi là hạ cẳng tay thượng cẳng chân này kia nọ, anh Huy chắc có lẽ anh Huy cũng có nghe. Dạ thật sự là theo anh chia sẻ và giải thích như thế nào về vấn đề này, anh xử lý ra sao anh? Dạ thật sự là câu chuyện này là Huy đã nghe rồi. Dạ. Rất là nhiều cô chú ở bên nước ngoài điện về cho Huy và dạ. rất là nhiều khán giả điện. Dạ. À, hỏi Huy ơi, giờ show này sao con, nghe tình hình trên mạng hẹn nhau đánh lộn gì đó, con không biết. Dạ. Dạ khi nào tới ngay tay con thì con sẽ nói chuyện. Dạ. Nói sự thật, tại quán cà phê Huy mở ra có giấy phép kinh doanh rằng là dạ. chỗ nơi để uống cà phê thư giãn chứ không phải nơi để đấu đá đánh lộn. Dạ. Thật sự là như vậy. Mà quý vị khán giả cũng yên tâm, vấn đề là riêng ngày 30 thì riêng ở quán Huy sẽ không bao giờ xảy ra vấn đề đó. Dạ. Huy khẳng định với lại quý vị khán giả là như vậy. Thứ nhất, chương trình nào của Huy cũng có vệ sĩ và cũng đều có hình sự hết. Wow, có hình sự luôn anh. Chương trình nào anh cũng có, lý do biết sao không? Thứ nhất là mình phải bảo vệ khán giả của mình dạ. từ trường hợp móc túi. Dạ. Trống Đồng anh cũng vậy. Dạ. Đều phải có hình sự hết, hình sự rải rải ngoài đó. Wow. Tại vì đề phòng là khách khách đông quá, dạ. sẽ có những trường hợp móc túi giật đồ. Dạ. Đó. Là quý vị khán giả cứ yên tâm, cái trường hợp mà bị lộn sẽ không bao giờ xảy ra ở quán em đâu. Dạ. Em dám hứa với mọi người. Còn cái chuyện trên mạng mà muốn hẹn ở đâu ở ngoài là chuyện, nói chuyện của mọi người. Dạ. Và riêng quán cà phê Time Coffee của em là sẽ không có xảy ra vấn đề đánh lộn dạ. hay là động tay động chân gì ở quán em hết. Dạ. Nên quý vị khán giả hãy yên tâm đến coi bình thường hết, không có sao hết, đừng dạ. có sợ cái vấn đề mà động tay động chân ở đây. Em bảo đảm đây là khẳng định là không có. Dạ. Dạ, tại vì quán của em, trong phạm vi quán của em mà làm có đủ điều kiện mà dám mà vô quán em mà đòi động ta động động tay động chân. Dạ. Dạ, động một cái là công an chụp đầu liền. Mấy dạ. em nói thiệt. Dạ. Đó, em cũng chia sẻ luôn với khán giả biết được cái gì, không có lo lắng. Nhiều người, rất là nhiều người đòi gọi cho anh. Sợ anh. Sợ. Dạ. Có nghĩa là trời ơi, đến coi có bị đánh lộn gì không? Dạ. Ta lớn tuổi không mà, nhiều cô chú lớn tuổi ta sợ chứ. Đánh thì đánh chúng đi, sợ đánh lộn người khác. Đó, không, nhiều cô chú lớn tuổi họ rất là sợ vấn đề này, họ điện họ hỏi. Đó thì sẵn liếm này con Huy cũng chia sẻ luôn, dạ riêng quán Huy sẽ không có vấn đề xảy ra. Dạ. Còn vấn đề mà trên truyền thông, trên mạng đồ mọi người có hẹn nhau hay là không thích nhau mà động thủ động tay động chân, dạ sẽ không bao giờ xảy ra quán Huy. Dạ. Ở đâu mọi người muốn hẹn ở đâu thì dạ. mọi người hẹn, đó là dạ. chuyện của mọi người. Dạ. Đó Huy cũng chia sẻ là vậy, mà riêng là khách hàng đến quán Huy, đến với đêm nhạc của Huy là bản thân Huy là ban tổ chức là phải bảo vệ dạ. khán giả của mình. Đã bà quán của Huy là không bao giờ có trường hợp nó xảy ra. Dạ. Nếu mà có đúng nhất là Huy cho hình sự chụp liền. Dạ. Đó Huy nói thiệt.
Hồi mấy lần trước thì em có quay ở Trống Đồng, dạ, cũng như ở quán anh nhiều lần rồi. Em thấy chỉ có bảo vệ an ninh thôi, gọi là vệ sĩ đó. Dạ. Nhưng mà không ngờ hôm nay là anh Huy lại chia sẻ là có hình sự luôn hả anh? Chương trình là anh có hình sự, riêng Trống Đồng anh, Trống Đồng thì anh nhiều hơn. Dạ. Trống Đồng anh phải 5-6 người. Dạ. Tại rải đi vòng, sợ bị giật đồ móc túi. Dạ. Rất là thường xuyên. Dạ. Mấy cái quán Huy là phải một đêm phải 2 người. Dạ. Tại quán mình nhỏ, một đêm mới 2 người. Để trừ những trường hợp là lúc mà khách vô đông quá nó trà trộn vô, có những người xấu á, họ sẽ trà trộn vô, họ giật đồ móc túi đó. Dạ. Thường xuyên xảy ra ở nơi đông người mà mình, tại mình đã từng tổ chức, mình đã nên hiểu vấn đề đó. Đúng chính gì mình hiểu thì mình mới lo cho những người khán giả đến với chương trình của mình. Dạ. Đúng là kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề thì anh Huy phải biết được và cũng như là phải đề phòng được mấy chuyện này. Đúng rồi. Khá là hay, vừa bảo vệ ca sĩ, nghệ sĩ và người bảo vệ khán giả của mình luôn. Luôn. Thì cái đó rất quan trọng trong chương trình, đừng nghĩ nó đơn giản, không có đâu. Dạ. Bởi mọi người có hỏi tại sao thấy làm thấy Huy tỉnh bơ, dạ không có đâu, em đã sắp xếp hết trơn rồi, đâu mà đó hết trơn rồi. Dạ. Đó. Còn đôi khi mình đi làm ở tỉnh là mình phải nhờ công an địa phương. Dạ. Tại hình sự đó mình không đoan. Dạ. Còn hình sự đây điện lên phường. Là phường đều xuống 2 người. Dạ. Không cần phải mặc đồ công an. Dạ. Ta mặc đồ civil bình thường thôi. Tại dạ, nếu mình mặc đồ công an thì nhìn nó nghiêm trọng quá. Dạ. Cái mặc đồ bình thường như người thường mình thôi. Dạ. Nhưng mà khi có trường hợp xảy ra là người ta sẽ xử lý ngay, đối phó liền. Dạ. Để không để những trường hợp xấu xảy ra ở quán mình. Dạ. Nghe anh Huy nói thì thật sự là khá là yên tâm luôn cô chú anh chị. Hôm trước thì em còn lo lắng là chỉ sợ là nó làm đại làm càng, nó là ảnh hưởng tới quán Huy. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cái show. Dạ. Thứ hai là ảnh hưởng tới vấn đề lâu dài về cái vấn đề kinh doanh của quán anh. Dạ. Ai người ta đồn đi nói ở cái quán đó tối ngày cái quán lộn này kia nọ rồi nó ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của anh. Dạ. Nó thì nó lại không hay. Bây giờ anh Huy nói như vậy thì cô chú anh chị mình cũng yên tâm rồi ha. Đến quán uống cà phê thoải mái và cũng như là xem cái mini show của anh Linh Tý thì phải nói là tuyệt vời luôn, với một cái tinh thần thật sự là thoải mái nha cả nhà. Dạ, còn 20 mấy vé nữa thôi. Dạ, đừng có lo sợ khán giả, quý vị khán giả đừng có lo sợ vấn đề đó. Dạ. Tại theo quý nghĩ là mọi người cũng phải hiểu vấn đề thôi. Dạ. Khi mà vô quán người ta mình mà có vấn đề gì là các bạn nó sẽ bị phạt rất là nặng. Dạ. Thế mà giống như là em đi vô nhà người ta, em động tay động chân em quậy quẹ là em biết nó tội rất là nặng nha, không có nhẹ đâu nha. Dạ. Nhẹ nhất là phải phạt hành chánh. Dạ. Nếu mà anh không thưa kiện ra. Dạ. Thứ nhất là mất danh dự của quán anh. Dạ. Thứ hai là khách hàng của anh mất rất là nhiều. Dạ. Không phải đơn giản. Tại dạ, công ty là phải có pháp chế. Dạ đúng rồi. Còn nhà mình cá nhân thì chỉ phải lên kêu phạt hành chánh đi về. Dạ. Còn mình đã thành lập công ty, mở quán là phải là công ty. Công dạ, ty thì phải có pháp chế công ty. Dạ. Đó. Cái đêm diễn của anh thì có giấy tờ hẳn hoi chứ anh. Đúng rồi. Có nghĩa là mọi thứ của anh á là được sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Dạ. Về tất cả an ninh. Thứ nhất là an ninh, thứ hai là vị trí ngồi của khán giả là Huy chuẩn bị rất là kỹ. Dạ. Tại mình đã từng làm nhiều show, mình phải có kinh nghiệm trong vấn đề đó, không để trường hợp mà khi xảy ra rồi thì mình mới giải quyết được nó muộn rồi. Dạ. Đó. Thì Huy cũng chia sẻ là vị trí diễn là ở quán cà phê, nên quý vị khán giả cứ cố gắng đến sớm giùm em. Dạ. Còn vị trí mà những anh chị cô chú nào mà đến có trễ đó mà ngồi hơi khuất chút xíu cũng thông cảm giùm em. Dạ. Tại vì cái này là quán cà phê. Dạ. Chứ không phải là em ở sân khấu hay em phòng trà, nên em cố gắng khuyến khích mọi người là cố gắng lên sớm đi. Dạ. Ai đến sớm thì sẽ được vị trí ngồi tốt nhất. Dạ. Đó, em cũng rất là đứng sợ vấn đề là nhiều khi mà vô sớm mà đồ ngồi ở trên là em không giải quyết được. Dạ đúng rồi. Đó thì em cũng mong là cô chú, ông bà, khán giả, bạn bè đó thương thương thì hãy đến đúng giờ giùm em, hoặc đến sớm để thứ nhất là mình có một vị trí ngồi tốt nhất. Dạ. Thứ hai để cho các bạn order nước cho mình một cách nhanh nhất để khi mà đúng giờ là chương trình để diễn ra thôi. Yeah. Để cho chương trình mình diễn ra một cách trọn vẹn nhất và đúng theo thời lượng của anh em tụi mình đã tính toán. Dạ. Tại vì cái vé bán ở quán á nó không có giống như ở Trống Đồng đúng không anh? Dạ không đúng có rồi. Ghế. Không có số ghế này để ta phiếu đặt chỗ thôi. Dạ. Đó thì cũng rất mong là cô chú anh chị cũng thương ban tổ chức, thương cho anh chị em nghệ sĩ thì hãy đồng hành và cảm thông cho tất cả ekip của ban tổ chức cũng như anh chị em nghệ sĩ. Dạ, coi như là những lời chia sẻ của anh Huy Lê chia sẻ như vậy là cũng khá là yên tâm rồi. Và cũng như là có một cái tinh thần thoải mái đi xem mini show của Linh Tý. Dạ. Chứ là hôm trước thì cô cũng có nhiều khán giả mua vé rồi và cũng đang lo sợ tới xem mà đang xem một cái đoàn chạy tán loạn hết thì thôi thua. Dạ. Đó thì anh Huy đã chia sẻ rồi, cô chú anh chị mình yên tâm ha. Và những ai chưa mua vé thì tranh thủ liên hệ với anh Huy Lê chia sẻ mua vé nha cả nhà. Đó, và bây giờ thì em cảm ơn anh Huy. Dạ. Đó, cảm ơn anh Huy, chúc anh Huy có nhiều sức khỏe nè và cũng như là tổ chức được nhiều show hay hơn nữa nha. Dạ. Huy trước khi kết thúc clip này, Huy cũng cảm ơn các cô chú, ông bà, anh chị em, khán giả lúc nào cũng yêu thương đồng hành với Huy. Thiệt sự là Huy cũng là người cũng rất là may mắn
khi mà khi mở show nào ra là đông show đó, full show đó. Đó là cũng thật sự là cảm ơn những người khán giả yêu thương rất là nhiều. Dạ. Thứ hai nữa là cũng cảm ơn tất cả anh em YouTube dạ. đã đồng hành